Chết để cho cái kính vào. Làm kính chưa lắp cái đèn nữa, lắp cái đèn nữa vào. Rồi, ok đấy. Rồi, hàn cực, lấy dây điện hàn cực. Đấy. Cái này vừa nãy anh em mình phải để thò ra một tí nhỉ ông nhỉ? Ờ. Để con hàn cực nhỉ? Cần gì? Ông với ông hàn vào chỗ nào chả được. Hàn một cái mép. Đây này. Móc này là thành hơn 20.000 tí nhỉ? Đây. Ngồi đây. Anh giả hàn này. Hàn kia cũng được, hàn kia lấy đứng lên kia. Hàn kia phải đứng lên trên kia. Là không phải công tác hành trình nữa, dùng cái tham trong này của nó luôn, dùng nó loại ấy luôn. Hành trình của nó luôn đây. Thì đúng rồi, nó tự đến. Không lên đèn đâu, đèn không lên đâu. Đèn. Vẫn thấy nó rung rung rung. Không lên đèn nó kệ. Đấy. Đấy em cứ cắm vào xuống nước cũng được, anh dội cho, dội xuống nước vào đấy rửa sạch. Thầy thích cắm đi. Vẫn lên gì đấy bác ơi? Kiểu vít cắm tròn này lọc đéo được. Anh không thay cái vít chân dẹt đấy, vít đấy. Không được anh Tâm ơi. Dùng vâng ạ, à, không sao bác. Thằng xịn nó không dùng. Dùng cái gì đây? Đây. Bình thường mình phải thấy nó hơi rung rung chứ nhỉ? Cái này lúc nào dí mà nó rung. Dí vào nó rung. Ừ. Bình thường không rung. Bình thường móc này không rung nhưng dí vào nó sẽ rung cho xem. Rung đến lúc tê ở người ấy. Người. Lấy nguồn này hay lấy dây khác? Lấy dây khác đây, là to. Lấy dây khác. Cho nó đủ độ dài. Đây dây này không đủ dài. Đây dây này. Dây dài nó ngay. Nó có dính được hai cái thiết này vào nhau. Hử? Dính cái gì? Dính cho phát ở đây. À thôi rồi. Chập cho cái. Thì dùng sợi to là không? Mà cú rồi. Hay sợi bé này thôi. Sợi này ngon lành rồi. Bé này có đủ không? Đủ tải. To hơn được thì tốt. Đưa sức tải đây. Toàn những sợi này mà thoải mái tải nó. Thoải mái. Này như bằng cái dây của nó hay sao nhỉ? Đúng rồi. Cùng kích cỡ cả. Của nó dây ấy thôi. Của nó cái vỏ bọc là ấy thôi. Vỏ bọc là ấy thôi. Silicone thôi. Chống cháy ấy. Ừ, quên nãy không bảo nhà vẫn còn đang để nhà. Đấy. Nên mình hàn vào đây thôi đúng không? Ừ. Xong rồi mình câu phát lên đây à? Hàn bên kia kìa, đầu kia. Hàn đầu này dài hơn này. Hàn đây á? Không. Đâu nào cũng được thôi. Đúng rồi, hai đầu đều phải hàn mà. Hai đầu này đều phải hàn mà. Hàn xong rồi chạy ra nhá, nhỡ nó bốc khói. Lâu không hàn nữa quên rồi. Hàn này bây giờ gọi liên. Liên hàn là chuẩn. Quặp này phải. Không, cắt hàn nó đi anh ạ. Hàn đính ở mặt trên rồi mẹ nhớ nó lại không xuống. Không sao, không xuống được, không ấy được. Thế này được rồi, ok. Rồi, nó chịu nhiệt mà. Em cho thiếc vào, cho ấy vào nhựa thông vào đấy đi cho nó dính đi. Bỏ ra hàn xong bắt đầu người ta mới bẻ quặt chứ cái ông này. Ngược kiểu đời bạn. Thử kiểu tao phải thế.
tao thử băng chịu nhiệt à? Ôi mẹ, cái băng này chịu nhiệt kinh khủng luôn. Mỏ hàn đó là không dính, con không cháy mà. Không thủng, không sợ gì. Rồi. Hàn này thôi thì bóc cho dễ. Ta quên hàn cái dây âm đấy ra. Ừ, đây, này, dựng lại lên. Thì cứ hàn kia xong một tí ấy dỡ ra hàn lại. Bạn bè đâu vui. Thằng nào cũng được. Làm đi làm lại nó mới quen tay lại. Làm phát ăn ngay lần sau phải quên. Rồi, thế là ok rồi, dính ngay. Rồi. Đấy, xong lấy nút của anh ra test luôn. À, hàn nguồn này nữa, bên này nữa. Con này nữa. Đây, hàn đầu nào, hàn đầu nào, đây. Gặp cái này lên xong rồi. Đây, nhìn lại đây. Ừ. Bây giờ mình quấn vào được rồi đúng không anh? Có cần khối này vào không? Đấy, bây giờ mình dính nó vào thôi. Quấn cái gì nữa? Cái mối này cảm giác nó không ngấu lắm nhỉ? Không ngấu lắm, ra cho thêm thiếc vào. Táng thêm thiếc vào đi em. Mình dính... Ôi, thế này là dính rồi. Nhẹ này cục to tướng này rồi. Thế là dính rồi. Bong bong lại bóc ra hàn lại nó gì mấy hàn sẵn. Xong nó phải cầm cả cục đấy ném xuống, ném vào tường ấy, xem thử có dụng viên nào không, dụng không đó, kiểm tra độ bền trước khi xuất xưởng. Chết hỏa. Còn đầu kia là hàn đầu ra. Cái đầu kẽm thừa ra đây, thì dựng nên nó giữ cho mặt hàng đấy lành hơn. Rồi ra bỏ cái màn đấy anh giữ cho mặt hàng để nó ăn. Những cái chỗ ngắn là phải dùng kẹp, dùng banh những cái cục banh. Rồi ok, thế trời chết rồi đấy, do cho thêm kín nữa. Banh ở trên kia. Banh đây đâu rồi? Đây, đây em ạ. Dùng banh này. Anh giữ khối này. Ừ. Anh giữ xem. Mà chơi cả up này à, up YouTube à. Chục phút rồi chưa xong làm cái ăn. Mẹ đuổi việc hết. Rồi, ok rồi. Dính là chết rồi. Đeo cháy nổ gì à? Buồn nhỉ. Nổ đeo được. Đeo chân của nó đâu. Đây trừ đây cộng đây. Thử áp thế nào? Thử áp đầu dây với thử áp cực vào. Không thử đâu, hỏng làm lại nó gì. Thử áp cực trước. Đấy, thử áp cực xem nó thế nào xong thử áp đầu dây ra. Tao bị mấy lần phải hàn lại ấy. 418. Rồi. Bây giờ rồi. Ừ, bây giờ rồi, từ đầu này với cả đầu ra. Này. Cắt ra đi. Đây kìm đây này. Cắt đi ông tuốt đầu dây ra. Đồng hồ đều à? Sao lại 4,18? Thế thôi mà đồng hồ vô vẩn. Tao phải đồng hồ xịt như của mày đi. Đây là âm. Rồi, ok, chuẩn.
À, bây giờ phải hàn một cái nữa. Ở đây cực cẩn ra thận đây, nhé, cực ra. cẩn thận cái dây ngoằng rồi lại chạm cực lại bùng Em phát quấn vào đấy. đây, quấn vào chỗ này, em quấn vào chỗ này là ngay là nó sẽ ngắn lại, quấn quấn này này, này. Cắt Em cái thấy đầu kia đi nó đã, bao giờ ông xong thì ông à, mới đang mới đang nào phải tuốt cắt đi anh ạ, chứ gì đã tuốt. nó dài quá, đâu nó tuốt để đo. Rồi. Hàn đầu này để ra, đầu ra nữa là xong. Làm ào ào thôi, cái đầu tiên chưa kinh nghiệm làm bừa đấy. Thế đó đi, mày cứ ăn bừa đi, mày không thế làm sao mà ấy được, làm sao mà thành tài được nhở. Không, làm nó phải chuẩn. Có phải cho tôi đâu mà ông cẩn thận thế. Pin dự phòng để dùng 10 năm. Vãi, 10 năm. Mỗi năm sạc xả 5 lần à? Ơi, cái chiếc đi. 50 lần. Chả nhớ cái pin này được bao lâu, bao nhiêu lần sạc xả. Rồi, Gì vừa thôi. đéo ăn Nóng nóng một lên. tí, cho thêm tí Ăn nữa. nó ăn hết vào đầu đây này. Rồi đấy, phải dày dày lên tí, chứng tỏ này đã biết hàn. Bảo liền nó dậy không? Niên làm gì biết hàn cái này, nó Rồi. toàn hàn chạm. Em toàn hàn chạm, em hàn này bao giờ đâu. Hàn này phải hàn nhanh. Nhanh nhưng mỏ nhiệt nó phải tốt, cái này Nhiệt nó tốt. chậm. Nhiệt nó chậm nhưng mà nó nhiệt nó lượng lớn đấy, không không ít đâu. Nhiệt này không không thấp đâu. Toàn hàn cả khối mà. Hàng pin cả khối mà. Đây cái kìm bấm ở đây thì đéo lấy, đây kìm bấm đây thì đéo lấy, đéo lấy một Thế, tuốt. thích thích thế. Hàn từng cái một. Cho vào pin, Cứ cho vào pin. cực dương hàn vào cực âm, cực âm vào cực dương. Sao đéo đâu, À thì đây, mẹ cầm miễn đây. là không ra là được. Đúng không? Sợ đéo thì nhờ. Con mẹ có phải cắm sạc vào đéo đâu mà sợ. Chết còn mẹ mạch. Chết mạch thì thôi, mua mạch khác lo đéo. Mẹ. Ôi, chết rồi, sao lại không vừa đấy nhỉ? À, từ từ Ép cái dán đít dán một xuống. đầu cho nó dán dán một đoạn này cho nó đỡ chạm này, em dán trên mặt này cho đỡ chạm không, nó chạm vào mạch không, Đó xem nào, nhìn xem nào, không 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 chạm được, không chạm cứ mày cứ dán vào cho tao, cứ thôi đảm dán vào bảo đi mẹ. cho cái lớp Đây con này, dán cái lớp này mà lại chuẩn, mẹ chống ấy đi, mất cái đeo mất một đoạn băng dính đấy, không không mà mất cũng gì. mình đâu lo. Cứ xuống kho mà lấy. Vãi. Em nhận đấy. Ừ, đúng rồi. Xuống kho lấy đeo lo. Chuyện nhỏ. Đây, em gập nó vào. Kéo này đéo bấm được đâu. Con đấy lại càng đéo bấm được. Để nó đưa tao cái kim cùn về thì nè này, chỉ bấm mạch đấy thôi chứ bấm dây bấm ấy là đéo được. Mẹ bấm linh kiện bấm đéo cái này. Chết rồi, up lên YouTube mà nãy giờ nói bậy quá, nghe không mày? Ôi trời. Dụng thì đéo được. Không sao đâu. Mai cũng dụng được. Dụng làm lại. Ai chết rồi, ngược lại bên này. Đúng nhỉ? À đúng rồi đây. Âm cái làm như làm được tốt. Bây giờ móc cái đầu dây lên. Âm cái dương thì khác với nhau nhỉ? Hơi lâu rồi, 15 phút rồi chưa xong. Thế ông kêu mấy phút là xong? À, thì có phải là hàn cái pin này thì xong lâu rồi không? Đấy. Ngày ok chưa anh? Lên trên, dây này vòng lên trên nó chuẩn. Thôi rồi, em hàn vào đi. Không có nó bảo lâu quá. Lâu quá này đi thi là toạch đấy. Đéo ai cho đi thi mà thi. Để tao cần đéo thì thi. Rồi, ok. Đúng cực chưa? Cực đâu? Đây, dương này. À đấy gì? Đây, banh đâu, banh đâu? Banh đây, đây, anh cầm cho mà. Tháo pin ra, hàn dây xong mới nhét pin vào. Tự nhiên làm khổ, vãi trưởng. Rồi, ok.
bụng bụng rồi. Rồi, ok đấy. Đây là chết bà rồi. Kim kìa, kim chân kiện kìa. Tốt thế này đứt mẹ dây. Đứt thì nối lo gì. Đáng nghe là dài, để dài 20 phân xong bắt đầu nối dần đấy. Cắt dần đi, phần cắt dần ra mới chuẩn. Mỗi lần tước một lần đứt à? Ừ. À, không có cái nhựa thông ấy à? Hòa nó không đưa cho anh cái nhựa thông lỏng lỏng ấy à? Không, anh cần gì, anh dùng nhựa thông này mà. Đây nhựa thông từ ngày anh còn làm điện thoại mà. Nhựa thông hồi trước là vẫn từ hồi điện thoại mà. Không cháy nổ gì à? Sắp. Ăn chưa? Ăn rồi. Ăn rồi, còn thế nào nữa? Ô, tụt mẹ ra ngoài. Đẩy nó lên. Em cứ đẩy lên đi. Đấy, đẩy chặt là nó sẽ vào mà. Ôi, cái khe giữa này này. Nó làm nó tính rồi. Nó tính nên em phải làm sao ấn thật khít vào nhau không. Đấy, ừ. Dây cũng thế, dây cũng phải em để sát vào khe này. Đấy rồi, em lắp lại nó khít vào thôi. Đâu, thử đi, thử sạc xả đi đã. Lấy điện thoại anh tao ra đây. Mẹ em nổ điện thoại tao à? Ngược cực. Rồi. Đấy lên đây rồi. Rồi cái dây sạc qua mình gấp đâu. Dây sạc lên này. À, không, điện thoại em có sạc đâu. Type C cơ mà. Hả? Type C cơ mà. Type C hả? Type C đây. Quên không cầm cục sạc nhà tôi, cả cái đầu đo đi luôn. Đây, tập xe đây. Đây là sạc vào ấy. Sạc ra gì này. Sạc vào hay ra thì tùy ông. Ra gì này. Đấy, quyết chắc là đầu sạc là ra cam đấy. Đấy, quay điện thoại anh đi. Lên đèn nổ, rồi nổ. Nổ điện thoại tao sao? Nổ cho cái khác. Đây, thử cái này. Nổ đèn cho cái khác. Đấy, điện thoại nó rồi đéo thử nó vào ấy. Thử ấy. Tao đâu không. Sạc thì sạc được, chủ yếu có cái đầu đo để Quân không mang cái đo để đo ra điện áp đầu ra đầu vào. Điện áp cục đo dòng đấy. Đấy, lên rồi đấy, sạc rồi đấy, 82%. Đo dòng ra á? Đo dòng ra không có đâu. Cái đo của em cổng nào, cổng 2A đây. Đây cắm vào đây, cắm vào đều thử cổng 2A hết, còn cổng trên là quick charge. Lấy máy của anh thử xem rồi, sạc nhanh đi ngay. Sạc nhanh nổi sạc nhanh hơn ngay mà. Chắc à, đúng rồi, chắc chắn nổi sạc nhanh rồi. Nó lên sạc nhanh rồi. Nổi sạc nhanh hơn. Đang sạc. Đấy, sạc nâng cao. Sạc nhanh rồi, ok rồi. Đấy. Đấy, sạc nâng cao. Sạc nhanh, đây. Thì cái này em dùng rồi mà. Test qua rồi xem nào có vậy. Dùng rồi nhưng nó vẫn bảo mình này, mẹ mày thử. Đây nó đã từng nổ cái điện thoại rồi. À bảo sao mà thay điện thoại. Nó lừa anh em mình. Nó lừa anh em mình để anh em mình dùng cái này mất điện thoại. Gần Tết mà, đổi điện thoại mới luôn. Cẩn thận quá ông. Mà ép vào được mà. Ép cái nắp kia vào bắt vào luôn mà. Bảo rồi tôi không cần cẩn thận thế đâu. Đây. Ốp lưng ốp liếc nhá. Bóc lại ra nhỉ. Cái này chính ra là phải có cái băng dính hai mặt nữa để cố định cái ruột. Băng dính hai mặt, có băng dính hai mặt. Không thì như tôi thằng quấn mẹ cái băng dính trắng bên ngoài ấy. À. Ừ. À mang lên chợ của nó dán cho, dán nó căng đét luôn. Vâng. Đấy thế là bịt kín luôn mà. Bịt cả cái đầu sạc xả luôn. Ừ. Kín không bị vào nước. Để đến đời con cháu yên tâm không sao đúng không? Ừ. Yên tâm là để 10 năm nó không suy hao à? Có cần búa không? Căng quá hay sao ấy?
Cần búa không? Có ấy. Kiểu gì cũng phải quấn một cái băng dính vào. Ôi, nó căng quá, kéo giữ được cơ. Không phải căng mà. Lấy búa phang. Bịt chứ. Mẹ đéo vào được này. Không có cái gì thì không thể làm. Cái chỗ này, cái chỗ này lấy nó đưa mày hộp đều rồi. Nó đưa mày hộp đều mẹ rồi. Hay là kênh cái dây điện ở đấy nên. Đúng mẹ, kênh dây điện. Dây điện phải để xuống ngang khe này. Không nhưng mà đúng hàn, dây điện. Hàn thế này lại không để ngang khe được mẹ. Nó tách được ra không ạ? Lấy cái đuôi đấy. Chết rồi. 20 phút rồi. Thì này thì rớt. Mạnh tay vào, gãy thì quấn băng dính nó gì. Của tôi vẫn phải quấn băng dính đấy. Không gãy tôi vẫn quấn. Bỏ mẹ cái dây rồi. Đấy, như này là lần sau là có kinh nghiệm lắm này. Mẹ không ai khôn mà này, mẹ không dạy cả đời. Thì thế, lần này như vậy. Đây chưa cháy nổ thì là dạ, tốt rồi. Thì mẹ thằng nào khôn thì ngu. Chính ra là phải có quả chập cháy thì bắt đầu lần sau sẽ có thêm kinh nghiệm. Thằng khôn mà không ngu cả đời. Em hiểu không? Thằng nào khôn mà không ngu cả đời thì mẹ ơi. Làm hai con à? Không, con rồi. Cái con kia? Kia mang xuống phòng trong trường hợp mạch nó đen ví dụ thôi. À. Nhỡ nó lỗi. Ừ, phòng. Mới chắc thế. Thôi thế là phải hàn lại cái dây rồi. Nó điều chỉnh lại cái điều, đấy. Điều chỉnh lại cái vị trí nó xem nào. Đâu, nó ở chỗ nào? Trên này à? Ừ, đây này, cái dây này này. Chuyển nó phải, ra nó điểm này, đúng rồi, ra điểm này. Ừ. Thôi, đúng rồi. Đúng rồi, phải chuyển cái này không ạ? Chuyển điểm. Em hàn lại đi, đây, bỏ đồ này ra. Không đi đẩy nó sang ngang xem được không? Không được, dây căng sang, rồi. Sang ngang thì lại sang càng ngang. Căng vào vỏ. Đây, cho xuống dưới này, cho nó hẳn xuống dưới. Cho xuống dưới thế nào? Thử cho xuống dưới thế nào? Ừ. Cho khe này này, đúng khe này này của nó này. Tự nhiên ông lại vắt lên trên. Đấy. Rồi, đấy, thế thôi, rồi. Cho ngang này. Rồi, thử xem nào. Rồi. Đấy, bây giờ lắp được rồi. Cái này chắc được. Quả này. Em lắp bên này trước. Lắp bên này trước này. Cái đấy chắc không sao đâu. Lắp bên đấy trước, ép vào nó sẽ vào. Lắp bên đấy trước. Rồi, đấy. Thế là được rồi. Ừ. Đen nhỉ. Thôi thế xong nhá. 25 phút chưa tính.